Mình kiểm tra qua xem có hư hại gì không chị ha. Báo cáo với bà con đây là một tấn hàng nông sản mà Miệt Thứ thứ 11 đã vận động được trong đợt vận động tiếp tế bà con Thủ Đức. Và đây là một số lượng hàng đã bị rớt lại vì xe của chúng tôi không thể nào chở hết gần 6 tấn. Cho nên một tấn hàng này sẽ được chuyển đến tiếp tế cho bà con tâm dịch tại thành phố Rạch Giá. Và sau khi chúng tôi thông báo với bà con rằng chúng tôi sẽ có đợt chuyển hàng đến bà con tâm dịch thành phố Rạch Giá thì một số bà con ở xã Vân Khánh đã ủng hộ thêm một số lượng bầu. Chị Ni có thể mở cái phần quà của bà con Vân Khánh gửi cho bà con thành phố Rạch Giá. Vân Khánh Tây đúng không? Vân Khánh Tây, Vân Khánh Tây nghe bà con. Cảm ơn bà con Vân Khánh Tây rất là nhiều. Bà con đã cắt trong đêm và chúng ta có được bao nhiêu chứ? Bao nhiêu ký rồi em? Tầm 40 ký. Tầm 40 ký. 40 ký là cái bầu đúng không? Của em Kiều Hương. Em Kiều Hương. Ấp Cây Gò, xã Vân Khánh Tây. Của em út là cái chủ vườn bầu này là cũng tầm 20 ký luôn. Rồi, Miệt Thứ gửi lời cảm ơn đến bà con nghe. Bầu rất là đẹp. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn nè chị Cầm. Bầu này là chất lượng tại vườn, không phải gãy tại vườn. Nông sản sạch của Miệt Thứ mình đúng không? Đúng rồi. À, chị gửi lời cảm ơn đến bà con đi đã ủng hộ Miệt Thứ đi, chị đại diện cho Miệt Thứ gửi lời cảm ơn đến bà con đã ủng hộ đi. Hôm nay thì theo sự khởi đầu để ủng hộ bà con thành phố Rạch Giá ở vùng tâm dịch thì Trần Ni cũng trước tiên là cũng thay mặt tất cả các mạnh thường quân để chung tay ủng hộ với cái nhóm của mình. Đúng rồi, bà con ủng hộ trang thông tin địa phương Miệt Thứ thứ 11. Thứ 11 là một số như ví dụ như là bầu bí. Bầu bí. Mớt cà. Mớt cà. Thì gửi đến tấm lòng của bà con ở Miệt Thứ này để tiếp tế cho vùng tâm dịch của những cô bác anh chị ở Kiên Giang, thành phố Rạch Giá. Thì đây là của ít lòng nhiều thì chung tay một tấm lòng để vượt qua cái khó khăn này. Thì cũng thay mặt tất cả cảm ơn tất cả mọi người đã vì bà con mình gửi đến một phần quà nho nhỏ. Và xin hết. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn bà con xã Vân Khánh Tây rất là nhiều. Và sắp tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác thiện nguyện vì cộng đồng đến tất cả những cái bà con trong vùng tâm dịch tại thành phố Thủ Đức, tại Rạch Giá và thậm chí đã có thể chúng tôi sẽ cố gắng vận động để có được một nguồn nông sản sạch với một cái chi phí rất là tốt để ủng hộ cho bà con tỉnh Bình Dương nữa. Cho nên là rất là mong mọi người sẽ chung tay đóng góp và ủng hộ trang thông tin Miệt Thứ thứ 11 có thêm nhiều điều kiện để thực hiện công tác thiện nguyện năm nay. Và đây là số lượng trứng. Đu đủ cũng ngon quá nè. Đây là đu đủ đây. Đu đủ này là đu đủ do Vựa Trái Cây Sinh Hậu hỗ trợ với một cái chi phí rất là rẻ là 1kg chỉ có 4.000 đồng để ủng hộ cho bà con. Và đây Miệt Thứ đã sử dụng số tiền của mạnh thường quân đóng góp để mua số nông sản này. Cái này như là bình thường là giá thị trường là mấy 10 đến 17 ngàn. Dạ. Nhưng mà thật sự cái này hỗ trợ cho nhóm từ thiện chỉ có 4.000 thôi. Thì trước hết thì cũng xin cảm ơn Vựa Trái Cây Sinh Hậu rất là nhiều. Còn đây là trứng. Đây là trứng không mở được. Trong đây thì mình có tất cả là 400 trứng của lò ấp trứng Thùy Linh tại ấp Mười Huỳnh, xã Đông Hưng, thị trấn thứ 11, huyện An Minh, ấp Mười Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh. Và trong đây còn có 250 trứng của bà con đóng góp cùng với Miệt Thứ. Đây là số trứng 750 trứng. Đáng lý ra thì số 750 trứng này sẽ được vận chuyển lên thành phố Thủ Đức trong chuyến đợt vừa rồi 5 tấn, nhưng mà rất là tiếc là chúng tôi không xử lý được vì cái lượng hàng nông sản quá nhiều. Và hy vọng được rằng trong đợt vận động số 2 5 tấn tiếp theo thì sẽ được sự ủng hộ của bà con mình đóng góp. Ngon đẹp quá ha. Trời, em tiếc quá trời luôn, cái này không lên được thành phố Thủ Đức. Nhưng mà bây giờ không sao, bây giờ cái trứng này sẽ được ủng hộ cho bà con tâm dịch thành phố Rạch Giá. Chúc bà con có nhiều sức khỏe nha. Vô lên luôn nè, vô luôn á. Vậy mình dán xe vô luôn.
trứng đó, 750 trứng. Đây cũng hơi xa mình ra đường này để ngoài quá. Trước hả? Dạ dạ rồi em đã tới chỗ rồi chị. Dạ em tới rồi, em tới em đang đây là trái đu đủ nè bà con, rất là ngon. Đây là bầu. Ngon không bà con? Rất là ngon luôn. Mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Khoảng còn nửa tấn. Khoảng còn 500kg nữa. Là gần 1,5 tấn đó. Hello anh An tài xế. Cảm ơn anh An rất là nhiều. Xe không đồng Phước An. Đây, đây là nông sản Mỹ Thử đây. Bí, chúng ta có bí đỏ. Chúng ta có bầu. Chúng ta có đồ đậu bắp và dứa. Và số hàng này cũng là số hàng tặng của Vựa Trái Cây Sinh Hậu gửi tặng cho bà con thành phố Rạch Giá trong tâm dịch. Rồi, rồi. Hai mọi người, hôm nay Hữu Luân đã có mặt tại An Minh và đã tập kết được hàng của bà con ở miền Thứ của mình nè, để gửi cho bà con của Rạch Giá trong cái tâm dịch đó. Và chúng ta cùng chung tay với mong muốn rằng là sẽ chiến thắng được cái dịch Covid này. Và cũng rất là cảm ơn Hữu Luân xin được đại diện cho tất cả những bà con đó, ở Rạch Giá. Cảm ơn bà con vùng Biệt Thứ của mình nha. Bởi vì lên hàng rồi chuyển hàng qua giờ rất là mệt rồi. Nhưng mà với cái tâm thế là thật sự rất vui. Cảm ơn bà con Biệt Thứ rất nhiều. Và số hàng này sẽ chuyển về cho bà con Rạch Giá chúng ta. Xin chào. Rồi đi mạnh khỏe nha. Em cảm ơn rất nhiều. Rồi, bye bye nha.